Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 22 tháng 6, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình mít thái tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để bà con mình tham khảo ha. Thì thưa bà con, một số thông tin liên quan đến thị trường mít thái. Thì hôm nay kênh chia sẻ một số thông tin về nội dung như sau. Tại sao trái mít bị vàng, có phải là do xịt thuốc hay không? Hiện nay một số vườn mít thái ở Cai Lậy, Cái Bè và một số huyện khác ở Đồng Tháp, Vĩnh Long xuất hiện tình trạng trái mít bị vàng. Liên quan đến tình trạng này, một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít cho hay là do phun thuốc nhiều. Càng phun thuốc, trái mít càng vàng do thuốc có tính nóng, trong khi đó da mít không chịu nóng. Ông Tư ở Phú Quế, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nói. Ông cũng nói thêm, có trường hợp phun thuốc rất đậm, từ 6-7 ngày đã phun, nên hạn chế phun thuốc hóa học vào trái mít thái, chỉ phun ngừa và phun loãng thuốc mỗi lần phun, tức là pha dưới chỉ định của nhà sản xuất, trừ khi thuốc có tính mát. Ngoài nguyên nhân trên thì một số người dân còn cho biết là trái mít bị vàng là do đất, nhất là đất bị nhiễm mặn. Quay trở lại tình hình giá mít thái ngày hôm nay, thì qua tìm hiểu của một số phóng viên của báo Dân Việt đó bà con, thì rất là nhiều vựa thu mua mít thái ở đồng bằng sông Cửu Long không có báo giá thu mua trong ngày 21 tháng 6. Theo đó thì nhiều thương lái cũng tạm ngưng, không có đi cắt mít nữa. Nguyên nhân là giá mít lại đang ở mức thấp, khiến cho vựa và thương lái không có lời. Riêng một số vựa nhỏ còn hoạt động thì cho hay giá hôm nay thì cũng không có biến động so với hôm qua. Tại Tiền Giang thì kem lớn là 9.000, kem nhỏ là 3.000 mua tại vựa. Thương lái vào vườn mua kem lớn là từ 6.000 đồng, kem nhỏ là 2.000 đồng. Tại các tỉnh thành còn lại như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng thì kem lớn là 8.000, kem nhỏ là 3.000 giá tại vựa. Còn thương lái vào vườn mua thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2. Bà con nắm giá ngày hôm nay nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và có thể bình luận trực tiếp vào kênh để trao đổi thông tin nha bà con. Xin kính chào.